Nội, sao nội ngồi đây? Nội ăn gì chưa? Để con ra ngoài con múa gì cho nội ăn nha. Nội ăn rồi. Hồi nãy con Hương nó có nấu cho nội miếng cháo. Vậy để con xoa dầu nóng cho nội nghe. Rồi, con Hương nó xoa rồi, chiều mới xoa thêm lần nữa. Cái cô Hương này thiệt tình à. Cái gì cô cũng làm hết trơn á, không có chừa chỗ nào cho con nịnh bà nội con hết. Hôm nay con không có đi học hành gì sao? Sao mà rảnh rỗi ở nhà rồi nói chuyện với nội vậy? Học hoài cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ nội. Sao không đi chơi với bạn bè cho nó khuây khỏa? Nội không có gì đâu, đừng có lo cho nội. Con chỉ còn có một bà nội à, không lo cho nội thì lo cho ai? Nói vậy thôi chứ con thích nói chuyện với nội lắm á. Nội già rồi, nói chuyện với nội có gì đâu mà vui. Nội. Ừ? Con nghe một tiến sĩ tâm lý học nói rằng người trẻ thì như một trái cây xanh, nó có độ giòn, độ thanh của nó. Nhưng người lớn tuổi thì như một trái cây chín mùi, có độ ngọt, độ bùi. Mà trái xanh không trải qua thời gian chờ đợi thử thách sẽ không bao giờ có được. Cháu của nội nói chuyện thiệt là hay vậy đó. Nội, nội có sao không nội? Nội buồn lắm phải không nội? Con không biết nói sao cho nội hiểu được lòng con. Là một đứa con trong gia đình mà cha mẹ bất hòa xung khắc. Còn nội, nội thì tối ngày cô đơn hiu quạnh, âm thầm giữa cháu con. Ba con bận việc suốt ngày ở công ty, má con thì sao lãng gia đình, ai cũng mãi mê trong thế giới riêng mình. Rồi lãng quên vai trò và bổn phận, để nội cho người giúp việc chăm nom. Miệng cháu con vui vầy sum họp, là nội vui rồi đâu có hề chi. Con cứ yên tâm mà lo học hành, những chuyện nhỏ nhoi đừng để trong lòng. Nội ơi, nội thương tụi con nghe nội. Nội đừng có buồn má con nữa nghe nội. Má của con cũng có nhiều chuyện buồn lắm nội. Nội đâu có giận hờn gì má của con đâu. Nội chỉ mong cho con cháu vui vầy. Còn những chuyện khác nội không có để bụng. Nội, con thương nội lắm.